Các bác thân mến, mở đầu video clip lần này em sẽ cùng các bác cùng vào nghe và thưởng thức một ca khúc dưới sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tuyền trên bộ cấu hình gồm có 3 thiết bị như trước mắt màn hình các bác đã thấy. Và sau đó thì em sẽ cùng các bác sẽ đi tìm hiểu cụ thể về từng mẫu sản phẩm. Sau đây thì xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình gồm có 3 thiết bị như thế này. Ngày mai xa cách hai đôi nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, ta tự là hết người ơi. Tiếng ve đứt nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không? Đường xưa in bóng. Vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình này rồi. Chất âm của nó thì các bác cũng có thể tự cảm nhận đánh giá về chất âm của bộ cấu hình này. Sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát tìm hiểu cụ thể về từng mẫu sản phẩm. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu Pioneer, đó là dòng model CS99A FB. Đối với dòng 99A thì các bác biết rồi, nó có dòng 99A trơn này. Còn đối với dòng này thì đây là dòng FB, tức là màng của nó thì các bác thấy nó đều có dập chữ FB. Dòng 99A FB này thì nó sẽ có giá thành cao hơn rất là nhiều so với dòng 99A trơn. Dòng model này thì các bác thấy đây là cặp loa vừa chơi vừa bày rất là tuyệt vời. Đấy, đây là mẫu model rất là nổi tiếng của thương hiệu Pioneer. Đây là ở phía sau của cặp loa 99A FB. Các bác thấy thì nó sử dụng hai cái vi tinh chỉnh này, và đây là cầu đưa tín hiệu đi vào cọc âm và cọc dương. Dòng này thì có trở kháng là 8 ohm và có công suất là 100W trên một loa. Toàn thân của nó ở phía sau thì các bác thấy nó rất là xuất sắc rồi. Về cái cấu trúc driver thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa bass có đường kính là 40cm. Nó sử dụng màng giấy gân vải. Nó sử dụng đến hai loa chung giấy. Đây là hai loa chung này, các bác thấy loa chung của nó đều bố trí màng FB. Và nó sử dụng một loa chép kèn, và loa chép kèn của nó được bố trí chia thành 6 cái họng, làm cho cái sóng âm của nó sẽ đi lan tỏa xa hơn và mở rộng hơn. Và chưa hết thì các bác thấy dòng model này lại trang bị thêm hai loa siêu chép trên một thân thùng nữa để
Thông thường thì các bác thấy nó một loa siêu chép thì đã rất là tuyệt vời rồi. Còn dòng này thì nó lại trang bị đến hai loa siêu chép. Như vậy thì khi cặp một cặp loa hoạt động thì nó có đến bốn loa siêu chép hoạt động. Cho nên thì các bác nghe thấy âm thanh vừa rồi nó rất là sắc nét, nghe âm thanh rất là chi tiết. Đây là chiếc ở phía bên tay phải. Còn đây là chiếc ở phía bên tay trái này. Các bác thấy thì nó rất là đều nhau. Đây là những cặp loa đã được bên cửa hàng của chúng em tuyển chọn rất là kỹ rồi. Vừa rồi thì bên cửa hàng của chúng em về được 5 cặp loa Pioneer 99AFB. Đối với dòng này thì các bác biết rồi, hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều shop đang bán với mức giá vào khoảng trên 50. Đấy, 50 trên 50 gì đó. Tuy nhiên thì thời gian vừa rồi bên cửa hàng của chúng em về được 5 cặp. Đấy, cho nên thì có mức giá rất là tốt cho các bác. Và những cặp loa với hàng tuyển chọn đẹp như thế này, zin, thì có mức giá là 48.500.000 đồng trên một cặp. Các bác thấy đây là một cặp loa rất là tuyệt vời. Các bác vừa chơi vừa trưng bày, đấy, sưu tầm rất là cao. Đây là cặp loa có giá trị sưu tầm rất là cao các bác nhé. Đó là về cặp loa Pioneer 99AFB đời thiệu. Các bác nhìn thấy đây là một chiếc âm ly rất là tuyệt vời, đấy, rất là nổi tiếng, chính xác hơn là như vậy. Đó là dòng Sansui 9090DB. Đối với dòng 9090DB này thì các bác cũng đều đã biết rồi, nó có cả dòng 990 trơn. Còn đây là 9090DB. Đối với dòng DB này thì nó được nhiều bác yêu thích hơn và nó cũng có giá thành cao hơn rất là nhiều so với dòng 990 trơn. Đây là toàn bộ ở mặt trước của chiếc âm ly này. Nó sử dụng mặt phay nhôm này. Ở phía trên thì các bác thấy nó hiển thị tần số đài FM từ 88 cho đến 108MHz. Các bác có thể bắt được toàn bộ trên sóng đài trên lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Ở phía dưới thì nó sử dụng hai cái đồng hồ VU LED và RAI. Khi chúng ta mở tín hiệu nhạc ra loa thì nó sẽ nhún nhảy. Ở bên trong thì các bác thấy đèn của nó được bố trí đèn xanh dương, nhìn rất là đẹp mắt rồi. Đấy. Xung quanh thì đều được bọc bằng vỏ gỗ màu vàng. Chiếc đi này thì nó có công suất lên đến 435W, sử dụng đánh 3 cầu A, B, C và A cộng B, A cộng C, có trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Khi nói đến dòng 9090DB này thì chắc chắn thì em cũng không cần phải nói, thì các bác đều đã biết rồi. Đây là những mẫu model làm nên tên tuổi của hãng Sansui, cũng như là cặp loa này cũng vậy. Và chiếc đi này thì có mức giá dưới 50. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây là chiếc đầu CD Denon 1650GL phiên bản Limited. Chiếc đầu này thì có mức giá 12. Dòng này thì được đánh giá rất cao về chất âm cũng như là về cái kiểu dáng hình thức của dòng model này. Vừa rồi thì bên cửa hàng của chúng em cũng về được vài chiếc. Đó là về bộ ba sản phẩm này. Ngoài ra thì các bác, nếu như các bác chơi băng cối thì các bác có thể sử dụng những chiếc đầu băng cối như thế này. Như dòng 635D. Đấy, đây là phiên bản Black các bác nhé. Đối với phiên bản Black thì nó sẽ có mức giá mềm hơn rất là nhiều so với những phiên bản mặt trắng kia. Và dòng 635D này thì có mức giá là 35 triệu đồng, cả băng, cả xương, cả húp đầy đủ cho các bác. Rất là tuyệt vời để các bác kết hợp với bộ đôi sản phẩm 9090DB rồi là 99AFB như thế này. Và nếu như các bác thích nghe đầu CD thì các bác có thể lựa chọn đầu CD tùy theo cái sở thích của các bác thôi. Nếu như mà bác nào muốn những chiếc đầu CD, nó vừa chạy CD này và có tính năng giải mã DAC, thì các bác có thể lựa chọn những mẫu đầu Denon S10 này, S12 la mã và S13 la mã như thế này. Đây là những mẫu model rất là nổi tiếng của dòng S. Đối với giá của chiếc đầu CD S10 trơn này có mức giá trên dưới 15. Còn đối với dòng S12 la mã có mức giá là dưới 18. Và dòng 3 la mã thì có mức giá là 22. Tùy theo các bác thích mẫu nào thì các bác có thể lựa chọn. Hay là những dòng Denon 1500RE này, để các bác thấy vừa chạy CD này, rồi là giải mã DAC và chạy cả USB, có mức giá vào khoảng trên dưới 20 một chút. Và như vậy vừa rồi thì em cũng đã cùng các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chiết âm trên bộ ba sản phẩm này rồi. Và em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác về bộ ba này, và em cũng báo giá khoảng và báo giá cụ thể cho từng mẫu sản phẩm để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip lần sau.